Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục cái buổi học của cái bài học của ngày hôm nay. Thì ở cái bài học trước đó thì mình đã nêu cho các bạn về cái sản phẩm vẽ, cái mô hình bán theo cái sản phẩm vẽ là như thế nào rồi. Và mình phải khẳng định lại cho các bạn thì đây là cái bài học rất là quan trọng, thì chúng ta cần phải nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ đúng không ạ? Để có thể là lựa chọn ra cái sản phẩm vẽ để chúng ta có thể là bán ở trên sàn thương mại điện tử, giúp chúng ta có cái lượng traffic lớn đúng không? Nha. Và tiếp sang cái bài ngày của ngày hôm nay thì đó chính là cái bài học phân tích thị trường tiềm năng và đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Thì cái ở trên sàn thương mại điện tử này thì là hiện tại đang có rất là nhiều các cái ngành hàng mà nó tiềm năng, mà chúng ta cần phải bắt đầu, chúng ta cần phải bán hàng tiếp, cần phải tiếp cận nó đúng không ạ? Cái ngành hàng thì khi mà các bạn phân tích về cái ngành hàng ấy, thì chúng ta vào Shopee này thì chúng ta sẽ chọn cái mục danh mục như này: ngành hàng hiện tại đang có một số các ngành hàng hot và các một số cách hàng ngành hàng tiềm năng ấy, thì đó chính là về cái thời trang nam đấy, thời trang nam phụ kiện này đấy, thời trang nam nữ này, phụ kiện điện thoại này, mẹ bà bé này, thiết bị điện tử này, nhà cửa, đời sống sắc đẹp này. Nói chung rất là nhiều ngành nghề, rất là nhiều ngành nghề ở trên này. Và khi hôm cái video trước đó chúng ta đã liên kệ cái chúng ta đã tìm hiểu về cái sản phẩm vẽ rồi đấy, tìm hiểu về cái tiêu chí để chúng ta có thể là lựa chọn được sản phẩm rồi ở trên này đúng không đấy. Cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn sản phẩm này: dung lượng thị trường này, phân khúc giá này, sản phẩm ít biến thể này, có tần suất mua lớn này đấy, xây dựng chuỗi sản phẩm liên quan này đúng không đấy. Thì khi đấy chúng ta đã định hình được trong đầu chúng ta là chúng ta muốn bán cái sản phẩm gì ở trên sàn thương mại điện tử rồi đúng không? Bắt đầu ở cái bài học trước chúng ta đã định hình được cái sản phẩm vẽ là sản phẩm vẽ chúng ta muốn bán ở trên sàn rồi đúng không? Thì chắc chắn là khi đấy chúng ta đã cái định hình được cái ngách hàng, ngách sản phẩm mà chúng ta muốn bán rồi đúng không? Đấy, thì trên cái sàn thương mại điện tử này, sàn Shopee này, mình sẽ nói chi tiết về sàn Shopee thôi nhá. Đấy, các ngành hàng thì nó vô cùng nhiều, rất nhiều luôn đấy. Nhưng mà làm sao để chọn, chúng ta chọn được cái ngành hàng tốt, cái ngách sản phẩm tốt để chúng ta bán ở trên đấy, tối ưu được mọi chi phí, tối ưu được mọi doanh thu của chúng ta ở cái mức cao nhất đúng không đấy. Mình phải trao đổi các bạn chút là tại sao trước kia là mình phải đã tư vấn cho cái shop này đấy, là mình đã tư vấn với một anh ở bên shop này là chủ shop này, đó chính là tại sao chúng ta phải chọn cái sản phẩm đó chính là Zubik này. Đấy. Tại sao? Vì là cái đối tượng nó đối tượng hướng đến các cái sản phẩm này ấy, thì là phù hợp ở mọi độ tuổi ấy. Đấy, trẻ có, già có, trung bình có, trung niên có, thanh niên có, thiếu niên có, tất cả các độ tuổi đều có thể sử dụng Zubik. Và cái lượng Zubik này này, cái sản phẩm này này, nó có nhu cầu rất là lớn. Đấy. Và thứ hai là đây này, cái tiêu chí ở đây này, cái sản phẩm ít biến thể đấy, đây mình này, phân khúc giá tốt này, sản phẩm ít biến thể này và có thể là mua nhiều. Ví dụ họ mua cái con Rubik này thì họ có thể là mua thêm một số các con Rubik khác đấy, ví dụ đây 500 này đấy, 500.000 này đấy, bán được 104 rồi đúng không, 500.000 mà bán được 104 rồi đúng không. Thì đây là cái sản phẩm mà thứ nhất là đây nó giúp cho chúng ta là khai nó có cái thương hiệu rồi đấy. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta là bán được ở mọi lứa tuổi đấy, cái nhu cầu rất là cao rồi thì chúng ta bán sản phẩm này thì nó rất là tuyệt vời thôi đấy. Hay là đặc biệt ở cái mùa dịch này nhá, tại cái thời điểm hiện tại này đấy, cái sản phẩm nhá, cái sản phẩm mà về thời trang nhá, sản phẩm về thời trang ấy, cái nhu cầu làm đẹp thời trang nhá, ăn mặc này, quần áo này, quần áo giày dép này, quần áo, đặc biệt là về quần áo không bao giờ hết đúng không, đặc biệt là các quần áo của các bạn nữ đúng không đấy. Mặc dù ở dịch ở nhà thì chúng ta không đi đâu chơi nhưng mà chúng ta vẫn có nhu cầu mua sắm, các bạn nữ rất có nhu cầu mua sắm, họ mặc cái bộ này một thời gian họ chán rồi họ muốn đổi sang sản phẩm khác đúng không đấy. Ví dụ là cái set style Hàn Quốc này đúng không, bán 6K4 sản phẩm đấy, 3K3 lượt bán rất là ok đúng không đấy. Cái sản phẩm cái này thì họ mặc từ ngày này qua ngày khác đúng không, nhưng mà mặc một thời gian họ chán họ sẽ mua thêm sản phẩm khác nữa, mua thêm sản phẩm khác nữa đúng không. Thì khi đấy là chúng ta bán cái sản phẩm ngành về cái ngành thời trang này thì nó rất là tuyệt vời đúng không đấy. Cái sản phẩm về ngành thời trang này thì nó rất là tuyệt vời cho các bạn luôn đấy. Và tiếp theo
Mình ở cái mùa dịch này thì mình có một số các cái sản phẩm về cái nhà cửa đời sống, đó chính là về cái đồ gia dụng. Khẳng định với các bạn đây là cái ngành hàng, hai cái ngành hàng mà hot nhất tại cái thời điểm hiện tại, cái mùa dịch này. Đấy, cái mùa dịch này các bạn ở nhà đúng không, các bạn có nhu cầu là làm đồ ăn để các bạn có nhu cầu nấu nướng các thứ đúng không, thì cái nhu cầu về sắm các cái phụ kiện hay là các cái dụng cụ để phục vụ cho cái công cuộc nấu đồ ăn đấy, nội trợ của các chị em hay là của các anh em đấy, khi mà phụ trợ cho các chị em phụ nữ đúng không, đấy thì nó rất là tuyệt vời luôn đấy. Mình thì mình cũng thi thoảng thôi, mình thi thoảng phụ vợ mình thôi đấy, thi thoảng phụ vợ mình nấu ăn chút thôi chứ mình cũng không nấu ăn cũng không được ngon cho lắm đấy. Nhưng mà mình thấy là cái nhà cửa đời sống này thì nó cái lượng nhu cầu nó rất là tuyệt vời đấy, rất là cao đúng không đấy, nhà cửa đời sống nhá đấy, các bạn có thể bấm vào trong này rất là nhiều vô vàn luôn. Nhà cửa đời sống có, mình không chỉ nói đến cái dụng cụ đấy về nấu bếp đồ ăn thứ, mà trong cái nhà cửa đời sống này nó còn nhiều cái, nhiều sản phẩm liên quan đến nó đúng không nhá, nhiều sản phẩm liên liên quan thì chúng ta có thể vào trong này chúng ta lựa chọn đúng không. Đó, tiếp theo là thiết bị điện tử, thiết bị điện tử đúng không, thiết bị điện tử này, về cái ngách mà thiết bị điện tử này thì thiết bị điện tử thì nói về cái một số các sản phẩm ví dụ tai nghe này đấy, đây tai nghe này, tai nghe Bluetooth này bán 26.000 rồi đấy, 200.000 sản phẩm đó, 200 bán được hạ giá là 260.000 đấy, cái này 89.000 này, tai nghe Bluetooth này đấy, khẩu trang các thứ này, các cái sản phẩm như thế này đấy, về cái phụ kiện điện tử này, điện thoại này đó, cái nhu cầu ấy, ở nhà đúng không, thường hay chơi game này, tai nghe các thứ đúng không, hay là mua sắm bàn chơi game này đấy, hay là đây đấy, cái găng tay chơi game này đấy, đồng hồ này cho bé này đấy, rất là nhiều các cái sản phẩm để chúng ta có thể lựa chọn, cái thị trường nó rất là tiềm năng đấy. Quan trọng chúng ta là có định hướng được, mình có định hướng được cái ngách, khi mà chúng ta đã tìm được cái thị trường là ví dụ Tuấn muốn bán cái ngành hàng đó chính là cái thiết bị điện tử đúng không, và hiện tại mình đang ngắm tới đó chính là cái, các bạn biết tới là cái gì không, đó chính tới là cái loa này, nó cái lượng nhu cầu của mọi người về cái sản phẩm loa như thế này này, cái phụ kiện liên quan đến loa nhá, nó rất là nhiều, rất là nhiều. Tai nghe này đấy, cái tai dây dây nối này đấy, dây nối này đúng không đấy, một số các cái phụ kiện này, khi mà các bạn bán cái sản phẩm về cái loa như thế này đấy, các bạn phải biết cập nhật về cái thị trường trend đấy, và trend như thế nào đấy thì các bạn sẽ được tìm hiểu ở những cái video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái sản phẩm trend như thế nào đúng không, mình sẽ cập nhật cho các bạn đấy, ví dụ là cái con tai nghe này, à, cái con loa này, này đấy, Gen Z 3 này là cái sản phẩm rất là hot, họ bán được khoảng 29.000 rồi, 29.000 lượt bán rồi đúng không đấy, bán rất là ok, bán rất là tuyệt vời luôn cái con sản phẩm này đấy, các bạn có thể vào xem cái shop này nha, cái shop này nó làm quá là quy mô rồi, 3 năm trước rồi đấy, 23.000 lượt bán này, các bạn có thể thấy này đó đấy, đây chính là cái sản phẩm fail và cũng chính là cái sản phẩm chủ lực của họ luôn đúng không ạ, đấy bán được cái số lượng bán quá là kinh khủng đấy, các bạn có thể thấy này, một số sản phẩm khác thì bán ở cái mức độ vừa phải thôi đấy, nhưng mà cái con tai nghe này nó bán cái số lượng của nó bán quá là kinh khủng đúng không ạ. Đây, chúng ta sẽ kéo xuống xem thêm một chút này, đây 8K 7 này, 6K này đấy, tai nghe này, tai nghe thì thường chúng ta dùng một thời gian nó cũng không bền mãi mãi được đúng không, dùng một thời gian nó sẽ hỏng, và chúng ta ví dụ là hỏng cái này thì chúng ta có thể là mua thêm một số các cái phụ kiện này hoặc là một số các cái tai nghe khác nữa, thì đây là cái thị trường mà mình cũng nêu ví dụ cho các bạn, mà các bạn là muốn con trai đấy, các bạn trai đấy mà muốn khởi kém, các bạn muốn khởi nghiệp đấy, thì các bạn có thể là lựa chọn về cái ngành mà về cái phụ kiện như thế này, phụ kiện điện tử cái này, về cái nguồn hàng của cái sản phẩm này nhá, mình có thể là gửi cho các bạn về cái số điện thoại của các cái anh mà mình đang liên kết đấy, bên shop bên bên mình thì đang có mở một số shop liên quan đến các cái ngành về phụ kiện điện tử cái này rồi, thì các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu đấy thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình và mình sẽ gửi cho các bạn cái danh sách các cái nguồn hàng mà có giá tốt nhất cho các bạn đúng không ạ, để các bạn có thể là kinh doanh trên sàn hoặc các bạn có thể là làm dropship đấy, các bạn chưa cần phải nhập hàng nữa đâu, thì các bạn có thể là làm dropship như thế này
Đấy, ban đầu mình bán mình lại ít một chút thôi, về sau khi mà mình bán được nhiều rồi thì các bạn có thể là nhập nhiều về, nhập nhiều hơn, mình nhập trực tiếp bên Trung Quốc về thì đấy mình bán đúng không nha. Đấy thì đây là cái thị trường về cái ngành điện tử đấy, tức là nói chung là chúng ta phải biết phân tích được ngọn, phân tích ở đây là tại sao chúng ta phải phân tích. Rồi ví dụ nha, thiết bị điện tử nha, cái loa và tai nghe nha, đây mình sẽ vào trong này mở kênh người bán này, được chưa, kênh người bán à. Rồi đây đây, đây chút có sản phẩm chưa, shop này dùng để mua hàng, không biết là có sản phẩm chưa, này chưa có sản phẩm đúng không. Đây shop này là shop mình là mới lập thôi đấy, hôm nay thì là chạy thì là cũng ở mức độ tương đối, vẫn chưa có hiệu quả cho lắm nha. Rồi đây, ở đây đợi cho mình chút này, mình phân tích cái shop này nhá, là phân tích là cái về cái ngách mà mình mà hướng các bạn tới nhá. Đấy tôi xem là ôi chạy 3.001 mà chưa ra cái gì này, hôm nay là cũng mới chạy, bắt đầu chạy test thôi. Đó, thiết bị điện tử đúng không, loa này, bluetooth này đúng không, thì các bạn có thể thấy này đó, cái nhu cầu nó cực kỳ lớn, 300.000, 300.000 lượt tìm kiếm, quá là kinh đúng không bạn. Đấy mình khẳng định các bạn là mình, các bạn mà bán cái sản phẩm này rất là ok tại cái thời điểm hiện tại luôn đấy, cái nhu cầu rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình xin phép ủng hộ nước một chút. Rồi đấy thì mình sẽ nói về cái sản phẩm nó là như thế đấy, tức là chúng ta khi mà phân tích thì chúng ta phải biết phân tích được cái thị trường, cái ngành hàng mà chúng ta hướng tới, thì chúng ta phải biết phân tích nó có tiềm năng hay không, nó có tiềm năng hay không thì chúng ta mới bán đúng không ạ, chứ không phải là cái sản phẩm nào chúng ta mới bán cũng bán được đúng không. Đấy ví dụ bây giờ chúng ta bán cái sản phẩm nhưng mà chúng ta không biết là cái nhu cầu của khách hàng nó có hay không, hay chúng ta bán cái sản phẩm mà chúng ta không biết là bán ở trên đấy nó có bán được hay không, đấy mình có cạnh tranh được với họ hay không đúng không ạ. Đấy thì chúng ta phải biết phân tích được cái thị trường mà tiềm năng để chúng ta hướng tới đúng không ạ. Đấy ban đầu nhá, mình cũng chia sẻ các bạn chút, mình cũng xin phép là ngoài lề trước với các bạn chút là trước kia ấy mình cũng bắt đầu là kinh doanh trên sàn đấy, thường là có cái tư duy là lựa chọn là về cái mỹ phẩm đúng không, mỹ phẩm, nhưng mà đấy là mỹ phẩm thì mình vốn mình cũng hơi ít, vốn cũng hơi ít đấy, nên là đây cái gian hàng mà hiện tại mình cũng đang hỗ trợ đây, đây các bạn đợi một chút đây. Cái gian hàng này thì nó hoạt động được cũng một thời gian rồi đấy, ngày xưa là bán cái một số các sản phẩm đây này cho các bạn xem luôn đấy, ví dụ đây này đấy, nước hoa các thứ, mỹ phẩm các thứ này đấy. Cái sản phẩm này thì nó bán cái biên độ lợi nhuận nó rất là thấp vì mình không có vốn, mình không nhập được hàng với Trung Quốc đấy, các cái tổng kho họ nhập bên Trung Quốc về mình nhập lại xong mình bán trên sàn, mình các cái shop lớn họ bán trên sàn bằng cái giá mình đã nhập rồi đấy, chính vì thế là đây là cái sai lầm khi mà mình lựa chọn cái sản phẩm này là mình bán đấy. Và thứ hai là cái sản phẩm này nó đang đang được rất rất là nhiều người tẩy chay về cái sản phẩm này rồi, nên chúng ta là không nên lựa chọn sản phẩm này nữa đấy. Và sau đó là một thời gian sau là mình đã thay đổi cái sản phẩm và mình lựa chọn một số các cái dụng cụ đấy để mình kinh doanh, bắt đầu kinh doanh trên sàn đúng không ạ. Đấy cái shop này là của em mình đấy, mình đã hỗ trợ cho nó đấy, trước kia là bán một số các sản phẩm mỹ phẩm này thì làm gì có doanh thu lợi nhuận đâu, nhưng mà khi mà bắt đầu là chuyển sang là cái shop này, cái sản phẩm này này, một số sản phẩm này này đấy, bán được 600 này 200 các tháng cái rồi đấy, mới có một thời gian thôi, mới có khoảng tầm khoảng hơn tháng thôi mà đã bán được khoảng 200 cái như thế này rồi, có đúng là ok đúng không các bạn, đấy quá là tuyệt vời đúng không các bạn. Đấy thì chúng ta phải biết được phân tích cái thị trường chứ không phải là sản phẩm nào bán được, bán thì cũng bán được thôi, nhưng quan trọng là cái biên độ lợi nhuận như thế nào để chúng ta có thể bán đấy. Mình có thể nói thẳng với các bạn luôn, cái con máy này nhá, mình nhập là có khoảng mình nhập mình tìm nguồn cho thằng cu nhà mình nó nhập bán thì là cái có tầm khoảng hơn 100.000 thôi đấy, mà nó đấy đây là cái sản phẩm vừa vừa làm sản phẩm vẽ và vừa phải sản phẩm chủ lực của nó luôn đấy, bán 199 đấy đúng không, thì biên độ lợi nhuận nó lại khoảng 90.000 rồi, rất là ok đúng không ạ. Đó rất là tuyệt vời. Rồi tiếp theo là chúng ta phải biết nghiên cứu về cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta đúng không ạ.
cái đối thủ chúng ta hiện tại. Khi mà chúng ta đã lựa chọn được cái ngành hàng rồi thì chúng ta phải biết được xác định cái đối thủ cạnh tranh, đúng không ạ? Phải tìm ra được 5 cái đối thủ lớn ở trong ngành mà hiện tại họ đang kinh doanh cái sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Và xác định được cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm phễu, quà tặng, chiến lược bán hàng của đối thủ và tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu và các cái feedback của khách hàng về cái sản phẩm của họ như thế nào, đúng không? Nha. Đấy. Xưa thường hay có câu biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Thì chúng ta khi mà chúng ta làm cái gì đấy thì chúng ta cũng phải biết được đối thủ của mình là ai, đúng không ạ? Chứ không phải là khi mà mình cứ xông ra trận thì chúng ta mới lúc đấy mình mới biết, đúng không ạ? Lúc đấy biết thì nó vẫn chưa muộn. Đấy, nhưng mà đôi khi là nó sẽ là cái kết quả, kết cục của mình đấy. Mình nói thẳng luôn là kết cục của mình đấy nó sẽ không như ý mà mình mong muốn. Đấy, ban đầu thì lên sàn tưởng là tốt lắm, thấy nhiều người khoe nghìn đơn, trăm đơn. Đấy, nhưng mà khi mà lên sàn các bạn không biết đối thủ mình như thế nào, họ hoạt động ra sao, sản phẩm của họ như thế nào, mà chúng ta cứ đâm đầu lên chúng ta bán mà chúng ta không biết cái đối thủ mình là ai, đúng không? Mình phải biết trước, mình phải tìm hiểu họ trước, mình phải phân tích họ trước, họ như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tìm ra được họ, đúng không? Khi mà đã tìm ra được rõ rồi thì chúng ta phải xác định được cái chiến lược của họ như thế nào. Đấy, các cái dòng sản phẩm họ bán ở trên đấy như thế nào, đúng không? Mình phải biết được họ ra sao. Đấy, ví dụ các bạn bán loa đi nhá, loa bờ Bluetooth đi. Loa bờ Bluetooth. Đây, ví dụ đây, loa bờ Bluetooth. Thì chúng ta sẽ lên trên này chúng ta tìm. Đấy, trong cái mục bán chạy này. 5 cái hàng đầu tiên là quảng cáo rồi nhá, thì mình sẽ không nói đấy, nó chạy quảng cáo đứng đầu luôn này. 5 cái thằng đầu tiên, thằng này bán đầu tiên này, bán chạy nhất này. Đấy, 2K1 này, 1K3 này, thì 5 cái thằng đầu tiên này. 5 chúng ta thường ấy, thường thì mình sẽ lựa chọn ra khoảng 8 người. 8 người nhá, 7 đến khoảng 8 người. Đấy, còn không 5 người cũng được. Nếu mà tốt thì tầm khoảng 8 người. Chúng ta sẽ xác định ra tầm khoảng 5 cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Đấy, họ sẽ xếp hàng đầu này, thì chúng ta sẽ tìm vào, chúng ta sẽ phân tích cái sản phẩm của họ như nào. Đây, ví dụ vào trong cái shop này mình xem cái shop này. À, đấy, bán sản phẩm này là cái sản phẩm phễu của họ này, được chưa? Và chính là cái sản phẩm chủ lực của họ luôn. Đấy, các sản phẩm họ có quà như thế nào, họ có cái feedback của họ ra sao, đúng không? Thì chúng ta phải biết, chúng ta phải phải biết nó như thế nào, đúng không? Đây, trang trí hình ảnh rất là đẹp, rất là ok, đúng không ạ? Đấy, rồi cái chính sách này mua kèm đeo sốc này, chúng ta sẽ bấm vào xem này, xem kéo xuống xem cái đánh giá của họ như thế nào nhá, đúng không ạ? Đấy, rồi đây đánh giá thì full đánh giá làm sao? Đấy, một số các yếu tố này, một sao thứ này, ví dụ đọc cái chất lượng sản phẩm kém này, nghe từ lần test đầu tiên kết nối, lúc dừng, lúc nghe này, đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ đọc cái sản phẩm, một số các cái feedback như thế này đấy, để xem cái sản phẩm họ ra sao, đúng không? Thì khi đấy là chúng ta sẽ có thể chúng ta vẫn bán sản phẩm này, nhưng mà khi mà chúng ta bán sản phẩm này rồi, chúng ta bán lựa chọn sản phẩm này là chúng ta để chúng ta bán, đúng không? Thì cái sản phẩm chúng ta chất lượng phải hơn như thế này. Còn nếu trong trường hợp mà khách hàng đánh giá cái sản phẩm mình nó một sao chẳng hạn, thì chúng ta phải liên hệ ngay lại ngay với họ đấy, bồi thường hoặc là đổi trả cho họ cái sản phẩm mới, đúng không ạ? Phải thuyết phục họ thay đổi lại cái đánh giá làm sao nó phải tốt, đúng không? Đúng không? Đấy, thì chúng ta phải tìm ra được cái đối thủ chúng ta như thế, chúng ta phải tìm ra được 5 cái đối thủ tớ lớn của chúng ta trên trên trong cái ngành hàng đó, đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ hai và cũng chính là cái yếu tố quan trọng nhất mà mình muốn hướng các bạn tới, đó chính là cái lợi thế cạnh tranh, đúng không ạ? Bán ở trên sàn, cái quan trọng nhất là các bạn phải có cái lợi thế. Cái lợi thế cạnh tranh của các bạn là gì? Đúng không? Đấy, ví dụ bây giờ các bạn bảo em muốn bán sản phẩm này, em muốn bán sản phẩm này, em muốn bán sản phẩm kia, đúng không? Nhưng mà mình hỏi cái lợi thế của các bạn là gì thì các bạn lại không trả lời được. Giá, các bạn chắc chắn là sẽ không so được về giá so với họ rồi, đúng không ạ? Đấy, giá, vì là khi mà họ bán, ví dụ thằng này nó bán được khoảng 30.000 sản phẩm rồi, thì chắc chắn là cái shop của nó cũng rất là lớn rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ khi mà các bạn lấy, ví dụ các bạn nó bán được khoảng 115.000, các bạn lấy hàng về, các bạn hàng cái họ khi mà họ nhập cái này, mình đã nói với họ đã nhá, họ nhập cái sản phẩm này ví dụ họ nhập có khoảng 70 khoảng 80.000 thôi,
Và có tiền là tầm khoảng 90.000, họ bán 115.000, họ không lời chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà khi mà họ, đây là cái sản phẩm kéo traffic của họ, đúng không? Còn khi mà các bạn lấy cái sản phẩm này về các bạn bán, đúng không? Các bạn lấy cái sản phẩm này về bán thì các bạn có được giá thấp như họ không? Có được giá 90.000 không? Đấy, thậm chí các bạn nhập về đã 110, 105 rồi mà các bạn lại phá giá, các bạn bán giá kém hơn như thế này. Độ 110 các bạn bán bằng giá nhập của các bạn có thể duy trì được không? Duy trì trên này phí sàn. Đấy, đóng gói các cái chi phí đi kèm nữa. Các bạn có cạnh tranh được với họ không? Cái chi phí, cái về giá này thì các bạn chắc chắn là sẽ không nhập được rồi. Đấy, còn nếu mà các bạn nhập được cái mức giá tốt hơn của họ thì các bạn có thể bán bằng cái mức giá như của họ hoặc là thấp hơn một chút cũng được, cũng không sao cả, đúng không? Đấy, còn yếu tố thứ hai về cái chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm đây là cái quan trọng nhất, cái yếu tố quan trọng giúp cho các bạn là ví dụ cái người dùng ấy, họ không muốn là cái họ là trơn bạch khi họ mua cái sản phẩm trên này, thì trước hết là cái sản phẩm họ các bạn này, nó phải có đánh giá một chút đã. Khi mà các bạn bắt đầu khách hàng bắt đầu mua vào rồi, họ thấy cái sản phẩm nó phải chất lượng thì họ mới bắt đầu mua, đúng không? Nhà tiếp theo là cái vị trí địa lý. Ví dụ mình là ở Hà Nội, đúng không ạ? Các bạn có shop ở Hà Nội thì các cái shop ở Hà Nội nó sẽ được ưu tiên, đúng không? Đấy, vì cái nhu cầu của khách hàng ở Hà Nội và Hồ Chí Minh rất là lớn, đúng không ạ? Ở các bạn ở tỉnh thì vẫn bán được thôi, nhưng mà cái vị trí địa lý nó sẽ target đến cho các cái đối tượng khách hàng, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là về cái kiến thức chuyên môn. Kiến thức chuyên môn thì trong cái khóa học này thì mình sẽ phổ cập đến cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cái cách thức, các cái bước để các bạn làm ở trên sàn như thế nào, đúng không? Đấy, tiếp theo là về cái media, về cái hình ảnh, cái video. Đó, cái này mình cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Và tiếp theo đó chính là về cái traffic ngoại sàn. Cái traffic ngoại sàn này thì các bạn sẽ làm, có thể là phụ thuộc ở trên cái kênh TikTok, YouTube, ở Facebook, các bạn kéo traffic vào, đúng không ạ? Kéo traffic ngoại sàn vào cho các bạn, đúng không ạ? Đấy, thì cái quan trọng ở đây là các bạn phải có xác định được cái lợi thế cạnh tranh của mình là gì, đúng không ạ? Đấy, nhiều bạn là kinh doanh một thời gian rất là lớn rồi, các bạn cũng không biết được cái lợi thế của các bạn là gì, đúng không ạ? Đầu tiên là các bạn phải xác định được cái lợi thế đã. Đấy, giá thì mình chắc chắn không cạnh tranh được, thế rồi thì mình phải nghĩ tới cái dịch vụ. Đấy, bên mình nhá, cái các cái gian hàng của bên mình ấy thì nó thì bên mình sẽ có một riêng một cái bộ phận là cái bộ phận mà chăm sóc khách hàng. Đấy, cái mình sẽ hướng tới cái dịch vụ đối với khách hàng, chăm sóc khách hàng nó phải tốt. Đấy, khi mà gửi cho khách hàng đi gửi hàng thì không mình thường dùng cái phần mềm là Sota chẳng hạn, đúng không? Sota chúng ta sẽ hướng dẫn cho khách hỏi xác minh cái địa chỉ này, thông tin chẳng hạn, đúng không? Đấy, còn cái thứ hai là về cái khi mà khách nhận được rồi, hướng dẫn khách sử dụng, hướng dẫn khách dùng, đúng không? Và khi đấy là mình sẽ đồng thời đấy mình sẽ xin được cái đánh giá luôn. Đấy, khi là cái làm sàn các bạn phải có chăm chỉ lên một chút nữa. Đấy, khi đấy là mình có cái chất lượng dịch vụ tốt này thì đấy cũng chính là cái ưu thế của mình rồi. Hoặc là mình có quà tặng cho khách hàng nữa, mình phải có cái quà tặng nữa chẳng hạn, đúng không? Cũng không cần phải đắt tiền quá đâu, nhưng mà mình phải có thêm cái quà nữa hoặc là có thêm cái thiệp nữa, nó rất là ok, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo đó chính là cái yếu tố nữa là phải biết phân bổ nguồn vốn. Ví dụ bây giờ là trên mạng này có rất là nhiều các bạn hỏi là em có 20 triệu thì em có kinh doanh ở trên sàn được không? Em có 10 triệu hay em có 100 triệu em có kinh doanh được ở trên sàn này không? Đúng không ạ? Thì mình phải khẳng định các bạn là các bạn không cần có tiền thì các bạn vẫn kinh doanh được trên sàn. Đấy, đây là cái điều khẳng định của mình luôn. Vì bây giờ là các bạn có thể là kinh doanh về theo cái hình thức là đồ dropship. Đấy, các bạn không cần phải nhập hàng. Đúng không ạ? Đấy, các bạn tìm thấy một cái kho hàng ở đấy thì các bạn tiến hành đăng các sản phẩm của kho hàng đó lên. Và khi mà có đơn, các bạn gửi cái thông tin đơn cho cái kho hàng đấy thì họ sẽ đóng đơn, họ sẽ gửi đi cho các bạn. Đấy, các bạn chỉ mất là cái công việc đó là chỉ kéo khách thôi. Còn tiền, còn còn cái các cái công việc khác đóng đơn đấy các thứ thì là bên kho hàng họ sẽ giúp đỡ cho các bạn, đúng không? Đấy, thì bây giờ cái phân bổ nguồn vốn thì nó sẽ chia ra như sau: 30% cho sản phẩm viral, 30% cho sản phẩm chủ lực,
và 20% cho sản phẩm bán kèm, đúng không ạ? Và tiếp theo đó chính là về cái chương trình marketing và setting, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải cái đầu tiên ấy, thì chúng ta phải ưu tiên cho sản phẩm phễu đã, đúng không ạ? Cái sản phẩm phễu đã, đúng không ạ? Đấy, ba nữa, hai nữa, khoảng ba sản phẩm phễu thôi. Và tiếp theo là cái sản phẩm chủ lực của chúng ta. Cái sản phẩm chủ lực của chúng ta phải tìm đến cái, chúng ta phải phân bổ cái nguồn vốn cho, chúng ta phải nhập các cái sản phẩm cho cái sản phẩm chủ lực của chúng ta, như thế là cái để chúng ta có thể đủ được cái lượng hàng hóa trong cái kho hàng chúng ta, đúng không ạ? Đấy, chứ đang bán, ví dụ mà bây giờ các bạn có 100 triệu, các bạn nhập luôn 70 triệu tiền sản phẩm phễu. Đấy, 70 triệu còn 30 triệu cho các cái sản phẩm kia thì làm sao mà đủ, đúng không ạ? Đấy, sản phẩm phễu bán làm sao mà đã kịp được là hồi lại vốn, đúng không? Đấy, thì đây là cách thức mà các bạn có thể là phân bổ lại cái nguồn vốn của mình làm sao cho nó tối ưu nhất, đúng không ạ? Đấy, thì các cái cách mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là phân tích cái đối thủ cạnh tranh của các bạn như sau nha. Đấy, thì trên đây mình đã phổ cập lại cho các bạn là cách nghiên cứu cái đối thủ rồi, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết một cách như sau để các bạn có thể là tìm ra được các cái đối thủ cạnh tranh của các bạn, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái cách thức mà chúng ta tìm ra cái đối thủ cạnh tranh. Ví dụ mình sẽ dùng cái phần mềm là Atosa. Đấy, Atosa nhá. Thì đây là cái phần mềm nó hiện tại đang được rất là, mình có thì đang dùng cái gói 300.000 thôi nha. Các bạn mà nếu mà có nhu cầu thì các bạn có thể là mua cái gói này thì có 300.000 thôi nha. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta giúp chúng ta rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta học, đúng không ạ? Rồi, đấy, Zooming Kit này, được chưa? Đây, ví dụ mình muốn tìm tới cái sản phẩm, đó chính là đây, ví dụ là mình đã có tải về rồi, mình đã có phân tích rồi, mình đã có tổng hợp rồi, thì đây, file từ khóa đâu rồi? File từ khóa. Đây. Đây, ví dụ đây nhá. Đây, rồi, sao? Mình lấy thẳng luôn đây nhá. Bông tẩy trang đi nhá. Đây, ví dụ tìm bông tẩy trang nhá. Phải sẽ phải đợi một lúc thì chúng ta mới tìm ra được. Đúng không ạ? Cái này nó hơi lâu, mình đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tí thôi nhá. Đấy, cách thức là chúng ta tìm ra được 5 cái đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta trên sàn, chúng ta sẽ phân tích họ. Đấy, để chúng ta lựa chọn cái sàn dòng sản phẩm. Đúng không? Cái này thì cái bảng này thì nó rất là quan trọng nha, để chúng ta có giúp chúng ta là có thể là bắt đầu là cái bảng này nó sẽ đi theo chúng ta xuyên suốt cái quá trình mà chúng ta trong cái quá trình học này chúng ta, và ngay cả sau này nữa, đúng không ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết luôn nha. Đây, các bạn đợi mình chút. Đọc hết chưa nhỉ? Đấy, nó rất là chi tiết này. Bông tẩy trang này. Rồi, xuất file Excel. Tải cái file này về nhá. Rồi, mở ra này, sau khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy này. Ai, được chưa? Lượt tìm kiếm này, chi phí min này, đấy, ba cột này các bạn xóa đi cho mình, chưa cần nhá. Chi phí Shopee xóa đi cũng được nhá. Đấy, các bạn sẽ quan tâm đến cái mục này cho mình thôi nhá. Đấy, nhìn chưa? Các bạn sẽ quan tâm đến cho mình là cái mục này, được ạ? Tìm kiếm ở trên Shopee, các bạn tích chuột đầy và chọn cái mục này. Đấy, phiếu từ A đến Z, đúng không? Đấy, nó sẽ sắp xếp lần lượt từ trên xuống dưới. Bông tẩy trang này, đấy, được chưa? Đấy, chi tiết đấy, như thế này, được chưa? Được chưa?
Đấy, các bạn đã thấy chưa? Sắp xếp chi tiết luôn, từng cái theo từng cái từ khóa một. Đấy, từng từ khóa một như thế này các bạn sẽ tìm, phải tìm chi tiết ra cho mình, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ lấy một cái ví dụ như thế thôi để các bạn có thể thấy. Đây, mình sẽ cho các bạn xem thế, xem lại này. Đấy, đối với cái từ khóa bông tẩy trang thì nó sẽ có cái lượt tìm kiếm là 95.000, 950.000. Đấy, bông tẩy trang 22 miếng thì nó có 92.000. Đấy, còn cái này là 30.000, đúng không ạ? Cái số liệu này nó rất là chính xác ở trên Shopee nhá. Đấy, rất là sát ở trên Shopee luôn, cập nhật tại cái thời điểm hiện tại luôn. Đấy, còn đây là mình sẽ mở ra cho các bạn xem cái file từ khóa mà mình đã lập trước đó rồi, đúng không ạ? Đây, ví dụ về cái mặt nạ HA nhá, mình đã tìm hiểu và mình đã lập ra trước đó rồi, đúng không ạ? Đấy, mình sẽ đây, ví dụ đối với cái từ khóa này, bộ từ khóa này nhá. Mình giống như bên này thôi, giống như bên này thôi nhá. Giống như bên này thôi thì các bạn sẽ cũng sẽ lưu ra cho mình là cái lượt bán min. Cái này là lượt bán min nhá. Lượt bán min này, lượt bán thấp nhất này, được chưa? Đối thủ 1 này, giá lượt bán và giá của họ này, đối thủ 2 đến đối thủ 6 này, được chưa? Đối thủ 7 đến tầm khoảng 6 là được rồi, 5 6 được rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm, ví dụ đây là mặt nạ nhá. Chúng ta sẽ copy cái từ khóa là mặt nạ này, được chưa? Chúng ta sẽ tìm ở trên này. Đây, mặt nạ, đúng không? Enter một cái, xong bấm sang tab bán chạy. Bấm sang tab bán chạy. Chúng ta sẽ bấm sang tab bán chạy. Đấy, ví dụ đây. Ông này ông bán được mặt nạ này, ông bán được 40, giá là có 2.600 thôi, bán được 41.700. Đấy. Trên 41.000 trên sản phẩm được bán trên một tháng của quá là nhiều đúng không? Đây, ví dụ này mặt nạ này, lượt bán min đúng không? Đây, đấy cập nhật tháng đợt vừa rồi là mình tìm kiểu ở cái đợt trước là video trước là mình có làm ấy thì nó ở trong là tầm khoảng 52.000 đúng không ạ? Đấy, giá bán thì nó tầm khoảng 1.000 thôi, nó thay đổi thôi, cập nhật đây 47, đây 47, đây ông này lên trên, ông này xuống dưới thôi. Đấy, đấy tiếp theo là đây 1.000 đây. Đấy, 5 người như thế này các bạn sẽ liệt kê ra cho mình 6 người nhá. Các bạn sẽ liệt kê ra cho mình là 6 người bán. Đấy, và sẽ tìm đến cái lượt bán min của cái sản phẩm đấy trong cái trang đấy, trang 1 nhá. Cái lượt bán min của nó là bao nhiêu? Được chưa? Đấy, min của nó là 3K4 đúng không? Min của cái sản phẩm này bên mình sẽ điền lại là 3K4 chẳng hạn thế đúng không ạ? Rồi, tiếp đến là cái từ khóa mặt nạ dưỡng da, được chưa? Được chưa? Đấy, thì các bạn cũng sẽ tìm như thế cho mình. Đây, dưỡng da này cũng tìm từ khóa, xong bấm sang tab bán chạy, được chưa? Rồi, cũng tương tự như thế, cũng là 6 sản phẩm như thế này, được chưa? Hàng đầu, đúng không ạ? Sẽ tìm, sau đó cũng sẽ tìm đến sản phẩm mà nó có lượt bán nhỏ nhất, được chưa? Đấy. Đây, như thế này nhá. Lượt bán nhỏ nhất là 1.600 đúng không? Đấy, 1.600 ở đây, trước là 2.200 thì bây giờ là thay đổi là 1.600, được chưa? Thì chúng ta sẽ tìm tối thiểu là 15 từ khóa cho mình nhá. 15 thì khoảng 30, nếu mà tốt thì tầm khoảng 30, còn không thì tầm khoảng 15 từ thôi nhá. 15 từ thì chúng ta sẽ tìm khoảng 15 từ như thế này, được chưa? Đấy, mình không có thời gian thì mình sẽ làm ở mức độ như thế này thôi, mình làm mẫu cho các bạn thôi nhá. Cái này nó rất là quan trọng, rất là quan trọng nhá, quan trọng nhá. Yêu cầu các bạn liệt kê chi tiết cho mình. Các bạn làm sản phẩm nào thì các bạn liệt kê từng cái sản, các bạn chỉ cần tìm cái từ khóa, ví dụ là đây mặt nạ đúng không, mặt nạ các bạn tìm cho mình là cái từ khóa chính của nó thôi. Đấy, ví dụ các bạn bán quần áo đấy, quần áo lam thì hoặc là Apollo đi, thì các bạn tìm cho mình là cái từ khóa là Apollo nha. Đấy, từ cái tìm tìm theo từ khóa chính, từ khóa chính nha. Đấy, ví dụ đây là áo Apollo này, Apollo lam chẳng hạn đúng không. Đấy, áo thun, áo thun nam chẳng hạn thế đúng không? Đấy, hoặc là quần Âu đúng không ạ? Đấy, thì các bạn sẽ tìm theo như này, quần Âu nam chẳng hạn đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ tìm cho mình theo cái từ khóa chính của nó thôi, như thế này thôi nhá.
Đó, thì các bạn sẽ làm cho mình được khoảng 15 đến khoảng tìm đến khoảng phân tích khoảng 6 đối thủ, 6 đối thủ lượt bán về lượt bán và giá của sản phẩm trong tab bán chạy đối với từng từ khóa. Quá được chưa? Rồi, tiếp đến là phân tích 15 từ khóa. Chọn đây, từ 1 đến 15 các bạn sẽ tìm cho mình 11 từ 1 đến 15 phân tích y hệt luôn nhá. Chưa? Thì đây là cái nhiệm vụ mà mình muốn các bạn làm ở trong cái buổi ngày hôm nay, đúng không ạ? Kết thúc cái buổi học này thì các bạn sẽ làm cho mình cái bài tập về liên quan đến cái đây, sau một số các phần bài tập như sau. Đó chính là lập cái bảng phân tích 15 30 từ khóa cũng được, 15 từ khóa đi. Nếu mà các bạn nào mà làm được khoảng 30 từ khóa thì tốt quá. Đấy. 15 đến 30 nhá. Đến 30 từ phân tích từ khóa liên quan tới ngành sản phẩm mà bạn lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp và liệt kê ra lượt bán của các từ khóa trong tab bán chạy. Được chưa? Cái bài tập thứ hai đó chính là liệt kê ra 5 đối thủ lớn trong ngành và xác định cái sản phẩm chủ lực của họ, sản phẩm mồi câu của họ là gì, nghiên cứu feedback và tìm ra lợi thế cạnh tranh của mình. Đấy, và mình cần phải nhắc lại cho các bạn một lần nữa là bán ở trên sàn, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này thì các bạn cần phải có cái lợi thế. Chúng ta phải có cái lợi thế nhá. Phải có lợi thế thì chúng ta là mới hoạt động trên sàn này được, đúng không ạ? Đấy, và đây là hai cái bài tập mà mình giao cho các bạn phải hoàn thành trước cái bài tập tiếp theo, trước cái bài tiếp theo, đúng không ạ? Nhá. Thì đây là cái bảng phân tích này thì nó sẽ theo suốt chúng ta từ bài hôm nay cho tới bài cuối cùng và sẽ theo suốt các bạn trong cái quá trình các bạn kinh doanh, đúng không ạ? Thì mình tôi muốn các bạn lập ra chi tiết cho mình đấy, để các bạn trong thời gian tới sẽ dựa theo cái bảng phân tích này, chúng ta sẽ có thể là đặt dùng nó để đặt tên tiêu đề và sẽ dùng nó để có thể là chạy quảng cáo, đúng không ạ? Rất là yếu tố rất là quan trọng. Thì các bạn có thể là muốn tìm từ khóa nào ấy thì các bạn có thể là nhắn tin cho các bạn support của bên mình, thì các bạn sẽ gửi cái sẽ tìm cái từ khóa cho các bạn, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn gửi lần lượt thôi. Ví dụ các bạn muốn bán Apollo đúng không? Apollo Nam đúng không? Thì các bạn gửi cái từ khóa mà các bạn muốn phân tích cho bên mình nhá, thì bên mình sẽ tìm cho các bạn. Đấy, còn bạn nào mà có tài chính kinh tế tốt thì các bạn có thể là mua luôn cái phần mềm này, cái tool này thì nó rất ok nhá. Được không ạ? Đấy, thì nó liệt kê ra rất là chi tiết này. Đấy, Apollo Nam này 207 này, Apollo này. Đấy, 127 này. Đấy, áo Nam Apollo Nam Hà Nội này 6.000 này. Đấy, rất là nhiều, nó sẽ liệt kê ra rất cho các bạn tất cả các cái số liệu, các cái lượt tìm kiếm đối với các cái từ khóa liên quan đối với cái từ khóa mà của các bạn đang cần tìm, đúng không ạ? Rất là chi tiết luôn. Đấy, giá thầu luôn, nhưng mà mình chỉ cần liên quan tìm đến cái lượt tìm kiếm thôi, cái tỷ lệ tìm kiếm của nó thôi. Đấy, thì đây là cái bảng phân tích về cái từ khóa mà mình muốn các bạn phải lập cho mình. Đấy, xong trước cái bài bài tiếp bài học tiếp theo, và các bạn khi mà làm xong hai cái bài tập này rồi thì mình yêu cầu các bạn là phải gửi cho các bạn support ở bên mình. Đấy, làm xong và gửi cho các bạn support để các bạn support mình sẽ kiểm tra và sẽ sửa cho các bạn xem các bạn đã làm được cái gì, còn thiếu cái gì để các bạn trong cái bài học tiếp theo là các bạn có thể là dùng các cái bộ từ khóa đó các bạn đặt tên cho nó tối ưu nhất, cho nó hiệu quả nhất, chuẩn SEO nhất, đúng không ạ? Rồi, chắc là mình cũng xin phép ngừng cái video tại đây và chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tiếp theo, đúng không ạ?